chào mừng quay trở lại với Thách thức 21 ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một loại công thức đó có tên gọi là mì kem chanh tỏi. Thế thì cái công thức này nó sẽ có những cái nguyên liệu gì ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ cần có một loại nước sốt làm từ tất cả những cái loại hạt tốt nhất trên cái cõi đời này. Ví dụ như là chúng ta sẽ có cái này là hạnh nhân, sữa hạnh nhân tươi. Nếu bạn quan tâm đến cách làm sữa hạnh nhân thì Anna đã có một clip trước hướng dẫn rất là chi tiết cách mà chúng ta có thể làm ra được loại sữa hạnh nhân tươi như thế này. Tiếp đến chúng ta sẽ có hạt điều. Chúng ta sẽ có hemp seed. Các bạn cũng đã được hướng dẫn rất là nhiều rồi về hạt hemp. Hemp là một loại hạt có rất nhiều protein và chúng ta sẽ trộn thêm một chút mè trắng vào đây nữa. Một loại hạt rẻ tiền và vô cùng tốt, có thể nói là tốt nhất trong những loại hạt có thể tìm được ở Việt Nam, đó là mè nhé. Ngoài ra chúng ta sẽ cần có những cái loại rau gia vị như là rosemary này, chúng ta sẽ có các loại rau húng. Và đối với cái mì để trộn lên và có hương vị hơn thì chúng ta sẽ sử dụng thêm một chút hạt óc chó, và bạn nhớ bóp nhỏ ra, chưa đừng có để nguyên hạt. Chúng ta bắt đầu vào quá trình làm. Đối với mì thì chúng ta vẫn sử dụng bí ngò để làm mì, nhưng mà do đây là món mì kem cho nên chúng ta sẽ gọt bỏ cái lớp ngoài. Thực ra chúng ta rất là cần cái lớp ngoài của bí ngò nhá. Do đây là món mì kem nên là mình mới gọt bỏ thôi. Rồi ok, chúng ta vẫn cần công cụ này để có thể làm ra được những sợi mì thơm ngon của chúng ta. Nào, mình bắt đầu nhá. Vậy là chúng ta đã xong phần mì rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến cái phần nước sốt cho mì nhé. Là chúng ta đã làm xong cái phần nước sốt cho món mì kem chanh tỏi của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trộn lên để có một món mì kem thật là ngon nhé. Chúng ta đã hoàn thành xong món mì kem chanh tỏi của chúng ta. Đây chính là một món ăn là rất tốt cho các cái đối tượng mà đang có bầu hoặc là đang cho con bú. Bởi vì trong này có rất là nhiều những cái loại hạt, có những cái dinh dưỡng thiết yếu và cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của não bộ, cũng như là giữ cho mọi tế bào trong cơ thể khỏe mạnh. Từ các cái loại hạt thiên nhiên, bí ngòi cũng là một trong những cái loại quả mà được khuyến nghị là sử dụng cho cả trẻ nhỏ, người lớn, người và cả người già, ngay cả các những đối tượng khỏe mạnh hay là bị ốm. Vậy thì nếu bạn thích công thức này, xin hãy cho Anna một like, một share, hãy rung chuông và đăng ký kênh YouTube của Yobo nhé. Nếu như bạn vẫn chưa tham gia thách thức 21 ngày thì đây chính là thời điểm phù hợp dành cho bạn. Xin cảm ơn bạn vì đã luôn ủng hộ chúng tôi và chúc bạn có những bữa ăn ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.